anh đang lên cậu nhìn thấy chưa, đẹp không? Đẹp, khu mới. Sao lại khóc con? Đi vào, vào đây, vào đây, vào đây ông, vào đây ông. Vào đây ông. Xin chào mọi người trên kênh Studio Tế Điền Định nhé. Hôm nay là ngày giỗ của anh Giang Tế Điền mà. Nên là bởi vậy Tế Điền các chị rồi là các cháu về làm giỗ cho anh Giang Tế Điền. Chị cả. Các cháu mời nhé. Đại học An Ninh chưa ra trường gì. Còn đây là anh rể Tế Điền. Chị thứ hai là chị chào mọi người. Chị chào mọi người nhá. Chị thứ hai của Tế Điền Nam Định nhá mọi người. Tế Điền chào mọi người nhá. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Thật nhiều niềm vui vậy. Ok chị nghe thì... Đây con gái của anh Thành đây. Anh Giai Tế Điền. Điện thoại làm gì? Để bố gọi cho bố Cùi Thái à? Thấy bố thấy về theo con sướng chưa? Thế mà chưa gì bố đã bảo con là mày không có cái quyền gì. Thế bố thấy chán chưa? Bố? Bố để đấy, con chó nó về với chồng. Bố nha, cho về với chồng. Ok mà. Anh bố dùng điện thoại đi cho nó... Đầu óc nó kiểu nó vận động khi cái lao đi thì nó đỡ ấy. Bố gọi cha hay gọi kệ, nếu mà mình không thích nghe thì mình đừng nghe nữa là xong.